làm thế nào để lựa chọn kem chống nắng dành cho da dầu? Với những bạn mà có một làn da dầu á, thì trong ngày da bạn tiết ra quá nhiều bã nhờn, và bã nhờn là một trong những cái nguyên nhân gây nên các cái tình trạng về mụn ẩn, mụn đầu đen, sau đó là nó có thể là cái vi khuẩn nó tấn công thì nó sẽ phát triển thành mụn viêm hoặc mụn mủ. Vì vậy với những người mà có một làn da dầu, cái việc mà lựa chọn kem chống nắng bạn cần phải tìm hiểu kỹ. Trường hợp mà chúng ta lựa chọn không phù hợp á, thì nó có khả năng nó làm da của chúng ta tiết ra nhiều dầu hơn, gây bích tắc lỗ chân lông, và lúc này rất dễ gây mụn cho chị em. Vì vậy trong video này Mỹ Duyên sẽ chia sẻ đến tất cả chị em chúng ta những cái tiêu chí để giúp cho chị em chúng ta lựa chọn đúng cái sản phẩm kem chống nắng dành cho da dầu, để giúp da mình vừa được bảo vệ dưới tia tử ngoại mà vừa an toàn không bị gây mụn, rồi không gây bết dính, giúp cho da chúng ta lúc nào cũng khô thoáng, rồi khô ráo, không cho làm cho chúng ta khó chịu. Thì khi mà bạn lựa chọn mua sản phẩm kem chống nắng á, thì bạn nên xem ở trên cái vỏ bao bì á, nó có hai cái chữ sau đây. Đầu tiên đó là no sebum, hai đó là all free. Tức là all free tức là không chứa dầu, trong cái loại kem chống nắng này không chứa dầu. Với những người có làn da dầu thì việc mà bạn lựa chọn những cái sản phẩm dưỡng da hoặc là trong kem chống nắng á, thì ưu tiên những cái loại mà độ ẩm thân nước. Vì là da mình nó vốn nó đã tiết ra độ ẩm thân dầu nhiều rồi, cho nên cái việc mà mình lựa chọn mình tìm đúng ở trên cái sản phẩm nó có cái chữ oil free tức là không chứa dầu. Cái thứ hai đó là no sebum tức là không gây bết dính hoặc là không gây bí ở trên da. Đây là hai cái tiêu chí rất là quan trọng dành cho những người có làn da dầu, đặc biệt là khi lựa chọn kem chống nắng để nó làm cho da mình không bị bít tắc lỗ chân lông, không bị nổi mụn. Cái điều thứ hai á, tức là khi mà bạn lựa chọn kem chống nắng á, thì bạn nên ưu tiên lựa những cái loại mà nó không mùi nè, nó không có chất tạo màu nè, và nó không chứa cái hoạt chất đó là oxy benzone hoặc là cồn hoặc là papa, bởi vì những cái hoạt chất này á, nó có khả năng gây kích ứng, làm cho da dầu của bạn dễ nhạy cảm, có thể là nổi mụn, có thể là bị kích ứng nổi những cái mẩn đỏ ở trên da. Và đây là cái tiêu chí thứ hai mà nó sẽ hỗ trợ bạn trong vấn đề là chọn kem chống nắng dành cho làn da dầu của mình. Tiêu chí thứ ba đó là bạn hãy lựa chọn những cái loại mà nó có kết cấu mỏng nhẹ ha, không có quá đặc, và nó điều này nó giúp cho làn da của bạn dễ thở hơn nè. Đặc biệt là những cái mùa hè oi bức thì cái việc mà da bạn đã tiết ra nhiều dầu rồi, nếu mà bạn lựa chọn những loại kem chống nắng mà nó có cái kết cấu dày, nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và sau đó nó sẽ dễ gây mụn cho bạn. Cái lưu ý thứ tư đó là khi mà lựa chọn kem chống nắng dành cho da dầu thì bạn nên lựa chọn những loại mà nó có chứa các hoạt chất sâu, ví dụ như genocide, titanium dioxide. Đây là một trong những cái hoạt chất mà nó có khả năng là gì? Thứ nhất là diệt khuẩn nè, thứ hai nữa là nó là một cái dạng kem chống nắng hóa học, kết cấu mỏng nhẹ, và đồng thời là gì? Nó sẽ bảo vệ da bạn một cách an toàn, nó sẽ thẩm thấu vô da tốt hơn so với kem chống nắng vật lý. Có nhiều người nghĩ rằng là kem chống nắng vật lý thì chúng ta dùng được cho tất cả các loại da. Tuy nhiên thì các bạn biết rằng là kem chống nắng vật lý á, nó sẽ có cái kết cấu dày cho trên da, và đồng thời nó sẽ dễ gây bít tắc lỗ chân lông, và nó hoàn toàn nó không phù hợp với những người có làn da dầu. Vì vậy cho nên là nếu mà bạn đang sở hữu một làn da dầu thì bạn hãy lưu ý điều này, tức là lựa chọn kem chống nắng hóa học có chứa hai hoạt chất chính đó là genocide và titanium dioxide. Thì với hai hoạt chất này nó sẽ giúp lỗ chân lông được thông thoáng nè, thẩm thấu vào da tốt hơn nè, không gây bít tắc hoặc là không gây bí trên da. Một cái tiêu chí cuối cùng khi lựa chọn kem chống nắng dành cho da dầu đó là không nên lựa chọn cái chỉ số SPF quá cao. Bởi vì khi mà lựa chọn cái chỉ số SPF quá cao thì nó sẽ dễ gây bít tắc lỗ chân lông, nó dễ làm cho da mình đổ dầu nhiều hơn và lúc này nó dễ gây mụn cho bạn. Vì vậy cho nên là để mà lựa chọn đúng kem chống nắng thì bạn hãy nhớ 5 cái tiêu chí mà Duyên vừa trình bày trên để giúp cho bạn có thể lựa chọn đúng cái loại kem chống nắng dành cho làn da của mình. Ngày nay thì trên thị trường nó có hai cái loại kem chống nắng thông dụng, đó là kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Và với cái cơ chế của từng loại kem chống nắng nó khác nhau, cho nên là khi mà chúng ta xem thử da của mình nó thuộc loại da gì thì chúng ta hãy lựa chọn. Với kem chống nắng vật lý thì người ta hay sử dụng cho những cái người mà có làn da lão hóa, da tàn nhang hoặc nám,
hoặc là da khô, da thường thì thường sử dụng kem chống nắng vật lý. Cái thứ nhất là kem chống nắng vật lý nó lành tính hơn, tuy nhiên thì cái kết cấu của nó dày hơn và nó bền hơn ở trên da. Đây là cái ưu điểm của kem chống nắng vật lý. Một cái điều nữa là nó vì là nó có kết cấu dày cho nên là khi mà sử dụng á, cho những người có làn da dầu thì nó dễ gây bít tắc lỗ chân lông, nó dễ gây bí cho da. Vì vậy cho nên là khuyến cáo của các chuyên gia thì chúng ta nên lựa chọn kem chống nắng hóa học dành cho da dầu và mụn. Còn đối với kem chống nắng vật lý thì chúng ta sẽ sử dụng cho những cái làn da không phải là da dầu và da mụn. Và cái cơ chế của kem chống nắng vật lý á, tức là nó sẽ phản xạ lại tia UV. Tức là khi mà tia UV nó chiếu vào trong da thì cái kem chống nắng này nó sẽ giúp đánh bật cái tia UV ra bên ngoài. Nó khác hoàn toàn so với cái cơ chế của kem chống nắng hóa học. Đó là khi mà tia UV chiếu vào da thì kem chống nắng hóa học này nó sẽ hấp thu cái tia UV và sau đó nó chuyển thành nhiệt năng. Đây là cái điểm khác biệt giữa hai cái loại kem chống nắng này. Và Duyên hy vọng rằng là với những chia sẻ này sẽ giúp cho chị em chúng ta biết cách lựa chọn kem chống nắng dành cho làn da dầu và mụn của mình để nó giúp an toàn cho làn da của mình nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.